cách chuyển điện đèn hậu sau trên Segway để sử dụng hậu Audi F1. Anh em nhìn đấy, anh em cứ hiểu nhầm là cứ cắm cái này vào là bật được Audi đúng không? Nhưng mà không nhá. Nếu mà anh em chỉ tháo cái này và lắp cái này thì nó đơn giản quá. Nó sẽ chỉ một chế độ thôi, đó là chế độ chớp thôi, nhưng nó không thể Audi được. Thì hôm nay mình hướng dẫn anh em cách này là Audi này. Đấy. Anh em nhìn cho mình cái rắc này này. Rắc này là cái rắc 6. Anh em rút nó ra. Đấy. Rút nó ra nhá. Anh em nhìn vào cái dây đâu này. Anh em rút cái dây đâu ra cho mình. Đấy, sau khi mình rút ra nhá, thì anh em kiếm cho mình một sợi dây nhá. Đấy, một sợi dây. Cắm vào đây này. Thấy chưa? Cắm vào đây. Cắm vào đây cho nó chắc chắn thôi. Cho chắc chắn chính là cái này mình làm demo thôi. Bây giờ đây cắm lại cái này. Được chưa? Sau khi làm như này thì anh em cuốn băng dính lại đây cho nó kín điện nhá. Cái này mình cũng làm sơ sơ để anh em hiểu, để anh em tự làm nhà. Còn anh em rút cái rắc này. Rút cái rắc này thì anh em sẽ nhìn vào phần này, nó sẽ có cái dây đen này. Anh em cắm vào dây đen. Đấy, khi sau khi cắm vào thì anh em cắm cái lại cái này là xong nhá. Đấy, cắm vào. Đấy, sau khi cắm xong anh em bật chìa khóa. Này, bật này. Đấy, nhìn vào hậu sau đi. Nó xuất hiện chế độ Audi rồi nhá. Đấy, đạp phanh này, đạp phanh này. Đạp phanh nhá. Thì nhìn vào cái hậu nó sẽ chớp này. Nhả phanh này. Đấy, đạp phanh này. Còn mà cái ông nào mà bảo là cắm, tức là chỉ cần tháo và cắm ấy, thì nó lại là dùng được. Nhưng mà nó chỉ dùng được một chế độ thôi. Và còn về lâu về dài á, nó sẽ theo kiểu như kiểu là con hậu này là nó giống con hậu này. Dùng được. Nhưng mà anh em nhìn không? Nó không đổi được. Nó chỉ gọi là chớp chớp thế này thôi, con này nó đã bị hỏng rồi. Đấy, nên là anh em mà đang xác định mà dùng hậu Audi ấy, dùng hậu Audi ấy, thì anh em phải câu lại điện vào phần hậu sau, đúng chưa? Câu lại hậu ở phần hậu sau. Còn mà để nguyên mà cứ cắm vào là nhanh hỏng nhá. Đấy, nên là anh em lưu ý cái sử dụng điện bên mình. Xong, ok, mình cảm ơn anh em nhá.